máy đo huyết áp sau khi mình mua ở Việt Nam rồi mình mang đi nước ngoài để sử dụng, hoặc là mình đi công tác du lịch ở xứ lạnh, thì nó có chính xác hay không và có bị dễ bị hư hay không? Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Rất là nhiều cô chú mình quan tâm là máy đo huyết áp tại Việt Nam sẽ không chất lượng như sản xuất ở nước ngoài, thì cô chú mình sẽ có thể hiểu rõ hơn qua cái video này. Thứ nhất là cái hãng Ôm Rong, mà hàng chính hãng nha, sẽ được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Mỹ và theo tiêu chuẩn châu Âu luôn. Tại vì nhà máy mình lắp ráp tại Việt Nam nhưng mà cung cấp đi thị trường khắp nơi trên thế giới, và đây là cái thương hiệu bán máy huyết áp lớn nhất thế giới hiện nay, hãng Ôm Rong, sản xuất tại Nhật luôn. Có nhiều mẫu là có thể nhà máy ở Trung Quốc, có nhiều mẫu nhà máy ở Việt Nam, nhưng mà linh kiện của Nhật ha, và kiểm định chất lượng là của Nhật. Và đây là cái mẫu máy mà cô chú mình mua nhiều nhất nè, 7156T, 7156T giá là 1.575.000. Đây là dòng tầm trung, mình có những dòng rẻ tiền hơn và những dòng mắc tiền hơn, thì cũng được bảo hành chính hãng Ôm Rong nha. Và cái độ chính xác của nó sẽ không ảnh hưởng với nhiệt độ, tại cái tiêu chuẩn nó khá là cao. Tại vì ở nhà máy á, có một cái máy test là nhiệt độ âm 20 độ C và độ nóng trên 65 độ C, độ ẩm thì trên 90% độ ẩm. Nên là cái này tiêu chuẩn này là của quốc tế luôn rồi, nên cô chú anh chị mình yên tâm nha. Có nhiều cô chú nói là mình về Việt Nam mình mua máy rẻ hơn và mình mang qua đó thì cái độ chính xác nó sợ không bằng, thì cô chú mình yên tâm nha, cái máy này được cung cấp nhiều nơi trên thế giới. Và nhiều cô chú mình cũng có thể thấy khi mình mua thiết bị y tế Ôm Rong ở nước ngoài, mình vẫn thấy là made in Việt Nam, tùy theo mẫu hàng ha. Có model thì sản xuất ở Trung Quốc, có model thì sản xuất ở Việt Nam, có model sản xuất tại Nhật, nhưng mà quan trọng là mình coi là hàng này có chính hãng hay không. Nếu chính hãng thì sẽ đạt cái tiêu chuẩn rất là cao và được bảo hành chính hãng. Đây là vài lời giải đáp thắc mắc cùng cô chú ha. Có gì thắc mắc thì cô chú anh chị mình gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn qua số điện thoại bên dưới nha.